Dạ em chào anh trai nhá. Dạ vâng, thì hôm nay anh trai về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì anh trai? Tìm kiếm vợ em giùm. Anh trai nói lớn lên xíu ha. Dạ vâng, thì anh trai tên là gì và đến từ đâu thì anh trai cho cô chú anh chị được biết ạ. Dạ, em tên Võ Văn Dũng. Anh trai đến từ đâu? Em ở sông Bình Dạ, ở Sóc Trăng. Là quê quán của anh trai là ở đâu? Quê quán bên em người Việt ở Cần Thơ. Là tức là anh ở Cần Thơ ha. Và hiện tại thì anh đang sinh sống ở bên nhà vợ, đó là ở Sóc Trăng đúng không ạ? Dạ. Và hôm nay thì anh từ Sóc Trăng anh lên Bình Dương hay sao anh? Bên kia anh tìm vợ giùm, vợ con về giùm em. Dạ. Là hôm nay anh tức là anh từ Sóc Trăng quê nhà vợ anh lặn lội lên tới Bình Dương đúng không ạ? Dạ. Để nhờ được chị Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ anh vụ việc đó là tìm vợ anh. Dạ. Dạ vâng, một lần nữa thì anh nói to và nói lớn lên tên vợ anh là gì và sự việc vợ anh bỏ đi như thế nào. Dạ, Lâm Thị Úc Mạnh. Bữa đó em đi làm về, vợ em ở nhà, em la có mấy tiếng mà chiều vợ em nó lấy giấy tờ đi trên, không lấy đồ đi, dẫn con em đi luôn tới giờ. Vợ anh bỏ đi ngày nào anh trai? Dạ em không nhớ. Vợ bỏ đi ngày nào anh không biết luôn ạ? Dạ. Thì đi chiều đêm đó tới giờ luôn cũng 4 tháng mấy, gần 5 tháng. À, tức là tính từ cái thời điểm mà vợ anh bỏ đi cho tới thời điểm hiện tại thì cũng đã là hơn 4 tháng rồi đúng không ạ? Dạ. Và trước cái thời điểm vợ anh bỏ đi thì anh và vợ anh có gây lộn đúng không ạ? Dạ. Em có la vợ em vài tiếng. Và cái lý do cái cuộc gây lộn đó là như thế nào anh trai? Tại đợt đó em đi làm về rồi ở nhà lãnh nuôi mấy đứa cháu mấy người chị á, rồi em không biết thấy tội nghiệp vợ em đi thì bị mỗi lần giặt đồ nó than nó mệt, rồi mấy chị đưa cháu qua giữ hoài luôn. Rồi về em la gì có nhiều thôi, cái nín thinh la em vợ nín thinh à, cái tối lại cái lấy cái thở đi luôn. Vợ anh tính tới thời điểm hiện tại là vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm 94. Sinh năm 94, còn anh là sinh năm bao nhiêu ạ? 85. 85. Dạ. Ngoài cái vụ việc mà anh vừa chia sẻ ra còn cái lý do nào khác không? Em chỉ là nhờ mấy anh kiểm điểm vợ con em về giùm cho nó ăn học, bởi vì nó đem vợ con em lên đây để nó đi làm thì nó bỏ con trong phòng trọ. Dạ thưa anh, thì vợ chồng anh đã cưới nhau và đã có đăng ký kết hôn chưa ạ? Dạ có rồi. Cưới nhau được bao nhiêu năm rồi anh trai? Năm nay thì 12 năm mấy. Được 12 năm mấy. Dạ. Trong quá trình chúng sống với nhau 12 năm mấy đó thì có bao giờ vợ chồng anh cự lộn không? Dạ, hay chỉ có lần đấy thôi? Cũng có mà ít. Ít đúng không ạ? Dạ. Anh có bao giờ đánh đập vợ anh không? Cũng có mà lâu lâu, một năm chừng quýnh nhẹ thôi, quýnh ảnh mặt tay quýnh nhẹ thôi mà quýnh rồi cũng xe lên. Một năm quýnh khoảng mấy lần ạ? Một lần à. Một năm quýnh một lần đúng không ạ? Mà quýnh hồi đó giờ 12 năm mà nhớ quýnh được có 3 cái mặt tay tới giờ. Dạ, và có bao giờ thì vợ anh bỏ đi như trường hợp vậy chưa? Dạ không. Là vợ anh ở quê ấy ha? Dạ. À, tại nhà luôn. Là ở nhà chỉ giữ cháu với lại giữ con thôi đúng không ạ? Dạ. Gọi là làm nội trợ, dạ. Cơm nước, đưa con đi học đúng không ạ? Dạ. Và cái thời điểm mà vợ anh bỏ đi đấy thì có đem theo phương tiện hoặc tài sản gì không anh trai? Không, lấy giấy tờ của bên vợ. Chỉ lấy giấy tờ thôi đúng không ạ? Dạ. Và đi bộ hay sao ạ? Hay bắt xe? Dạ đi bộ cái lộ bắt xe lên Bình Dương. Rằng em tưởng là bữa đó là em la bắt xe lên Bình Dương ạ. Dạ. Là anh biết là vợ anh là lên Bình Dương luôn ạ. Bị em tưởng là bị có mấy ông anh trai ở Bình Dương với mấy đứa em nó làm đó, tưởng nó la nó vậy đem con nó trả rồi về, rồi không ngờ đi luôn. Thế hiện tại bây giờ anh đang nghi ngờ là vợ anh ở đâu? Đâu lúc trước có điện gì cho em một lần thì nó la ở dưới ngã ba Dòng Dây. Ngã ba Dòng Dây ở tỉnh nào, huyện nào? Em không gần. Hả? Em không gần, chắc Bình Dương mình. Ngã ba Dòng Dây ở Đồng Nai. Đồng Nai, Đồng Nai. Dạ. Là cắt xuống đó 3 cây số mà em đi tìm không thấy. Làm xương gỗ. Làm xương gỗ ạ? Dạ. Tức là cái thời điểm mà từ ngày vợ anh đi cho tới hiện tại bây giờ là anh có liên lạc được không? Dạ, liên lạc cũng được 1 lần 2 lần. Anh nói lớn lên xíu ạ? Dạ liên lạc cũng được 1 lần 2 lần, lúc trong Tết còn ra Tết không có liên lạc được. Cái thời điểm liên lạc đó cho tới hôm nay là cách khoảng bao lâu rồi anh cha? Cả tháng rồi. Cả 1 tháng rồi đúng không ạ? Và cái đó là ai là người chủ động liên lạc? Vợ của anh liên lạc về với anh hay là anh là người chủ động liên lạc? Em thì bị vợ em không có điện thoại hư rồi, có khi nó cần thì nó mượn điện thoại của người phòng trọ là điện về, rồi em điện đi chứ vợ em thế nào điện cho em. Dạ, tức là anh vẫn biết rằng là vợ anh đang ở trên Đồng Nai đúng không ạ? Và đang làm công việc đó là công ty đúng không ạ? Dạ, bởi vì đợt đó có nói với em biết.
Rồi anh có tới hẳn chỗ vợ anh chưa? Không có chị chảo. Không có chị ha. Rồi anh trai đã tìm kiếm được những đâu rồi? Lúc mới đi thì em tìm kiếm cũng nhiều lắm mà vòng vòng không thấy đâu. Vòng vòng không thấy đâu hả? Rồi gia đình người thân nhà mình nội ngoại hai bên, nhà vợ có ai đi tìm kiếm phụ giúp anh không? Dạ không, lúc đó thì cũng có mấy anh em đi kiếm được vòng vòng chút xíu rồi về tới giờ không ai đi kiếm nữa, chỉ còn anh em đi. Tức là kiếm ở cái lúc mà thời điểm ban đầu, cái lúc mà những cái ngày đầu tiên mà vợ anh Đi gọi đó. là bỏ đi á ha. Và lý do ở đây anh cho rằng vợ anh bỏ đi với lý do đó là anh gọi là chắc chửi dạ, chắc vợ chửi, chắc em chửi vài câu rồi dặn em đi, em tưởng nó là đi thay phả và bữa nó về mà cái lúc không đó, ngờ cái lúc đi đó đó. anh có đập vợ anh không? Dạ không Anh thử nói thật, không tại vì nhiều người chồng lên đây tìm vợ thì toàn nói tốt về mình không à, không bữa thêm em không có quýnh vợ, em chửi thôi. chỉ có chửi thôi đúng không ạ? Dạ. Và cái tâm nguyện của anh hôm nay là lặn lội từ ở dưới gọi là Sóc Trăng ha, thì anh lên Bình Dương để nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải, đó là mong muốn là tìm được vợ anh để mà về chăm sóc cho các con cùng với anh xây dựng gia đình hạnh phúc đúng không ạ? Đừng xây vợ, đừng cho đứa con đi học, đừng có cho nó ở nó dốt giống cha mẹ nữa. Dạ. Anh trai được mấy người con này anh trai? Hai đứa, một trai một gái, Nhiều tuổi chưa ạ? nhỏ lớn 11, thằng nhỏ được 7 tuổi rồi, Dạ, hiện tại thì các bé mình đang đi học bình nghỉ thường. hết rồi. Bác đi đi làm, đem lên đi làm, bỏ con em trong trọ rồi đóng cửa lại, đâu có đi ra ngoài làm được, nó đâu Ủa đi. sao anh biết vợ anh đem lên đây bắt con của anh lên đây nhốt trong phòng trọ? Vì đợt em điện em hỏi sao con người đi làm như vậy, con bỏ ở đâu là bỏ em trọ đóng cửa lại. Đó là vợ anh nói với anh đúng không ạ? Dạ Anh đi trước em mới biết chứ em đâu biết đâu. Là anh chỉ nghe vợ anh nói vậy đúng không? Dạ bây giờ em nói sao nó lại vậy. Thì suốt quá trình chung sống với nhau mười mấy năm trời là lần này là lần đầu tiên vợ anh cất bước ra đi đúng không ạ? Dạ Trước giờ vợ anh có đi làm ở đâu xa quê không? hồi lúc em mới quen thì dạ em cũng đi làm xa lắm, mà từ lúc mà hai chồng con em ấy rồi không có đi nữa. Cái thời gian mà vợ anh ở nhà thì vợ anh có sử dụng điện thoại không? Dạ có, Điện thoại thông minh hay điện thoại thường à? cũng cảm ứng thường, Dạ, cũng vợ lên anh có chơi mạng, các trang mạng xã hội không? cũng lên mạng này kia đó. Em không rành nó bị gì, điện thoại thì ba cảm ứng em không có rành, bởi em xài bóc thì nhiều mà xài đó em cũng đâu biết chữ đâu mà để em bấm. Dạ. Công việc cụ thể của anh ở quê là gì anh trai? Cũng đi mặn mướn bốc giác cho ai sai mình làm đó, ai kêu gì mình làm đấy. Bốc vác ha. Dạ. Thì cái sự việc của anh thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải là tiếp nhận anh trai nha. Thì anh có lời gì anh muốn nói từ tận đáy lòng của anh gửi gắm cho người vợ yêu dấu của anh không? Em mời anh. Thì sao em thấy được cái này thì mong em về chung sống với anh lại, đừng có dắt con em đi vậy nữa, thôi con cái đi. Nhưng em cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ bản thân anh rất là nhớ vợ đúng không ạ? Anh nhớ nhiều không? Dạ nhiều. Nhiều lắm đúng không? Còn yêu thương vợ rất nhiều đúng không? Rồi những ngày tháng qua rồi là bản thân anh là chỉ có một mình ở quê thôi đúng không ạ? Vợ thì cùng các con là đi xa xứ rồi đúng không ạ? Ngủ đêm nào cũng nhìn hình vợ thì khóc chứ. Rồi anh có ngộ ra được cái điều gì không? Biết em có một cảnh. Và khi mà vợ anh bỏ đi rồi anh có gọi là anh có biết được rằng anh là người có lỗi hay là vợ là người có lỗi gì không? Trong đó thì chắc đợt đó chắc em sợ em chửi mấy tiếng chắc em có lỗi với vợ em, thì cái lỗi đó thì tha thứ được, thì mong em Thì sẵn đây đi, sẵn tên anh đang ghi hình này thì anh cũng có cái lời gì thì anh cứ chia sẻ cho vợ anh nếu mà có xem một video này để vợ anh hiểu và sớm đưa các con của anh qua trường về. Anh trai nói đi. thì đợt em anh có la em như vậy đó thì dặn anh thì mong tha thứ lại cho anh, hãy quay về dắt con về lại với anh, hãy sống từ đầu lại lo cho cả hai đứa con đi học bình thường như người ta, đừng có cho để hai đứa con mình dốt giống cha mẹ nó nữa. Em xin vậy. Dạ vâng thưa quý cô chú chị, thì vừa rồi là một câu chuyện của một anh trai quê ở Sóc Trăng, tức là sống ở bên nhà vợ nên tới Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm vợ như trong hình. Nếu quý cô chú anh chị nào có thấy chị như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đó là số 0913 785858 để giúp cho chị và con của chị sớm quay về đoàn tụ với gia đình. Thì anh trai còn điều gì muốn nói được không anh trai? Nhờ
Mà nhờ cô bác anh chị thấy giùm thì hãy liên lạc về giùm em rồi vậy đó. Em xin cảm ơn nhiều. Được rồi, thì toàn bộ câu chuyện vừa rồi anh chia sẻ có hoàn toàn đúng cái sự thật không anh trai? Dạ được, con sao em nói vậy là sao không tìm bớt. Nếu có gì sai trái thì anh trai chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nha. Anh trai nói đi. Đó, là em nói đó giờ có gì sai trái gì đó, nó sau này có chuyện vậy em chịu hết. Và cái chịu video rồi. Này dạ. Anh có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ cho. Làm như là cho giờ em về với con, em về với em là được rồi. Và cái video này đội sẽ không bao giờ gỡ. Anh có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Nếu anh đồng ý thì bọn em sẽ đăng, còn anh không đồng ý thì bọn em không đăng. Bởi vì bọn em ở đây là đội sĩ Nguyễn Thanh Hải ở đây là giúp miễn phí, dạ. Không có lấy tiền lấy bạc. Anh trai nha. Dạ. Dạ em đồng ý đăng cho giùm em. Dạ rồi, thì cái vụ việc của anh thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình. Dạ. Sẽ cố gắng để mà tìm kiếm một cái tin tức manh mối gì đấy của vợ anh để giúp cho gia đình anh sớm đoàn tụ. Dạ. Thì em cũng chẳng biết nói gì hơn, thì chúc cho gia đình nhà mình sớm được gặp nhau và tin vui. Đặc biệt hơn nữa đó là vợ anh cùng với lại hai con của anh sớm quay trở về đoàn tụ với anh. Và nếu bản thân anh là một người chồng, một người cha, nếu có cái lỗi lầm gì đó thì anh cứ thẳng thắn anh chia sẻ và anh nhận lỗi. Thì đó anh em cũng nói rồi, là chữ vợ em gì đó em cũng nhận lỗi rồi, đúng không? Vợ em về tha thứ. Nhưng mà sẵn đây thì em cũng góp ý với anh trai luôn, mình là một người đàn ông, mình không nên tác động vật lý tới người vợ của mình. Anh trai nha, đừng bao giờ dùng vũ lực để mà giải quyết vấn đề. Vợ chồng không có gì thì mình có thể tâm sự chia sẻ, hiểu nhau nha. Có rất nhiều ông chồng đi đây tìm vợ toàn nói xấu vợ không, cứ nói cái tốt cho chồng mà toàn nói xấu vợ. Thậm chí nhiều ông chồng còn vu oan cho vợ đi theo nhân tình, vu khống cho vợ đi theo nhân tình. Cái này em tin thì tin tưởng vợ em thì nó dặn lúc nào bỏ em nó đi vậy thôi, chứ ngoài ra không có đi với ai hết. Nhiều ông chồng thì cứ ở nhà nói là tôi hiền lắm, tôi không bao giờ đánh đập vợ, nhưng thực chất khi mà người vợ mà xem được cái video thì lại bức xúc về, quay trở về và vạch trần ra một cái sự thật, đó là người chồng rất vũ phu. Vừa rồi thì có rất nhiều anh chồng rất vũ phu với vợ, toàn dùng vũ lực để mà giải quyết vấn đề. Nên mà em mong rằng mà khi mà anh lên đây rồi thì em mong rằng là anh phải thật lòng. Dạ. Thì nha. Như nãy em nói vậy đó. Thời sống với 13 năm rồi, 12 năm rồi chỉ là quýnh có ba bạc tay tới giờ. Mà quýnh nhẹ chứ không quýnh mạnh, lâu lâu mới quýnh lại. Mà em mong rằng là sau những cái bạc tay đó thì anh cũng phải nhận ra được rất nhiều điều. Dạ. Vợ là để yêu thương. Còn ví dụ như là hai vợ chồng mà có điều gì không phải thì có thể ngồi lại với nhau nói chuyện. Dạ. Nha, mình không dùng tác động vật lý nha. Dạ. Dạ. Rồi thì em xin phép chào anh trai nha. Rồi em xin phép chào tất cả quý cô chú anh chị, và em luôn em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua rất là nhiều đã luôn đồng hành chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Để em xin chào và xin hẹn gặp lại.